Lương Sơn A Mai 2302, Yên Lập Lương Sơn A Mai 2302. Thế thì Bắc Giang hạn 7290, Bắc Giang 7290. Thế Thái Bình 0933, Thái Nguyên 4398. Thế thì Yên Bái 2090. Thế Sơn La. Anh nhớ có mặt ở ga trước một tiếng nhé. Vâng, cảm ơn chị. Không có gì. Chị ơi. Dạ. Chị cho tôi một cái vé đi Lục Yên Yên Bái ngay bây giờ. Hôm nay hết vé rồi bác ạ. Thế cho tôi đi cái chuyến tiếp sau luôn này này. Cả ngày hôm nay và ngày mai đều hết vé rồi bác ạ. Ồ, ngày kia mới còn vé. Sao lại thế? Ngày Tết mà bác, ai cũng muốn về quê ăn Tết. Bác muốn đi thì bác phải đăng ký trước 2 ngày cơ. Chết trời. Này này này, thế có cách nào để đi ngay được không? Bác muốn đi ấy, thì bác phải đi vòng. Vòng là thế nào? Bác phải tới Lào Cai, rồi về Lục Yên. Chết trời. Cảm ơn chị nhá. Dạ không có gì bác ạ. Xe đi Văn Trần Ký Lộ 6604 Lạng Sơn 3108 xe cầm rồi. Sơn La 9798 nằm ở đây 2-3 ngày rồi. Anh cho tôi gửi tiền xe. Bố cho con xin 50. Ừ. 50 cơ à? Tết mà bố. Vâng, con xin. Cảm ơn nhá. Đây, ba lô con gửi ba lô đã. Thôi, chào bố. Chúc bố thượng lộ bình an nhá. Đi nhá. Bố nóng tính thật đấy. Em ơi. Dạ. Mình phải chạy nhanh em ạ. Họ muốn mình chậm, mình phải càng nhanh để vẫn kịp chuyến nữa. Đúng rồi, họ muốn mình chậm, mình phải càng nhanh. Họ muốn đe dọa mình, làm cho mình không đạt được giải thưởng. Mình càng phải cố gắng để đạt được giải thưởng anh ạ. Anh ơi, mình đi nhanh nhá. Nhanh đi lên. Đường này nhá. Ok, nhanh lên. Hôm nay được bao nhiêu? Bao ít nhiêu, hơn, bao nhưng nhiêu? Mà không lo đâu. Cháu xin lỗi. Bác ơi. Anh ơi, làm thế nào bây giờ? Ok, bác ơi. Bác ơi, bác có làm sao không? Bác ơi, bác ơi, bác. Cháu xin lỗi bác. Dì vào kia nhanh lên. Nào. Dì vào kia, bác ơi. Em ơi, em cầm cái túi cho bác đi. Làm thế nào bác bây ơi. Giờ? Bác có ơi. Làm sao không ạ? Anh ơi, phải đưa bác đi bệnh viện ngay thôi. Bác đi lại đi, hiện tại. Đi đứng kiểu gì đấy? Như ăn cướp ấy à? Thằng già này mà toi mạng nhá. Cả cô cả cậu đi bóc lịch luôn. Dạ, cháu biết lỗi rồi ạ, cháu sai rồi ạ. Cháu xin lỗi bác, cháu đưa bác đi bệnh viện ngay ạ. Đi bác bệnh viện ngay thôi bác ơi. Ôi, bệnh viện còn khể. Tôi làm sao mà phải bệnh viện? Bác không sao là may rồi, nhưng mà bác vẫn phải đi bệnh viện để yên tâm bác ạ. Ai yên tâm? Tôi thì tôi yên tâm rồi. Không phải bệnh viện, không phải bác sĩ gì cả. Tôi mà làm sao thì tôi đã biết rồi. Thôi, việc ai người ấy làm nhá. Ok bác. Có điều ấy, từ nay cô cậu ấy lên xe là phải đi đứng cẩn thận, đừng có phóng tít mù thế, rõ chưa? Vâng ạ, được rồi. Nếu bác đã không muốn đi bệnh viện thì cho phép cháu tiện xe đây, cháu sẽ đưa bác về nhà luôn ạ. Đúng rồi, thôi, bác ạ, bọn cháu đang trên đường về nhà mà. Thôi, khỏi cần. Tôi đi bộ quen rồi, mỏi chân ấy là gọi xe ôm. Kìa bác ơi, bác. Bác ơi, bác cứ lên xe, bác muốn về nhà, cháu sẽ đưa bác về nhà. Bác muốn đi đâu, cháu sẽ đưa bác đi, không sao đâu ạ. Vâng, đúng đi rồi bác. Ạ, bác muốn đi đâu anh ấy sẽ đưa bác đi ạ. Vâng bác ạ. Nhớ. Vâng. Bác. Đi bác nhá. Bác ơi. Thôi được rồi. Nếu cô cậu đã có lòng thì tôi cũng không từ chối. Vâng. Vâng ạ. Dạ. Đi mời ạ. Bác đi ạ. Bác ơi bác đi ạ. Đi thôi ạ. Ơ bác ơi, thế bây giờ bác muốn đi đâu ạ? Nếu bác muốn về nhà ấy thì nhà bác ở đâu để cháu đưa bác về ạ? Có lẽ nhân tiện anh chị cho đi nhở xe thì hãy tìm giúp tôi một cái nhà trọ nhá. Nhớ là cái loại rẻ nhất ý, tôi không có tiền đâu. Nhà trọ thì nhiều. Nhưng mà hóa ra bác không phải là người Hà Nội ạ? Ui dồi ôi, thế anh nhìn dáng tôi trên này, anh không đoán ra, thế còn về hỏi. Cháu thấy bác ăn mặc quần áo bộ đội, trông rất giống sĩ quan về hưu. Mấy người Hà Nội, sĩ quan về hưu hay ăn mặc cọc cạch như bác lắm. Vì vậy cháu cứ tưởng nhầm bác ạ. Đây là cựu chiến binh. Cậu là thanh niên và cậu quan sát kém lắm. Muốn biết người ta là người thành phố hay người nông thôn.
không phải là chỉ đánh giá về hình thức hay là quần áo hay là hình dáng bên ngoài, mà quan trọng là phải xem cách ăn nói, cách cư xử nó như thế nào. Rõ chưa? Vâng ạ. Bác ơi, thế nếu vậy bác nghĩ bọn cháu là thanh niên thủ đô hay là thanh niên tỉnh lẻ ạ? Bác thấy thế nào ạ? Bác nhìn bọn cháu có đẹp đôi không ạ? Cô cậu là người nhà quê như tôi, nhưng mà đã lên Hà Nội thời gian khá rồi. Hơn nữa đẹp trai, xinh gái, trẻ khỏe, hòa nhập rất tốt, ăn nói tế nhị, không kém thanh niên Hà Nội là mấy. Bác quá lời. Bác ơi, bác lên Hà Nội làm ăn hay buôn bán gì đấy ạ? Ôi, cô cậu trông tôi cô tướng làm ăn buôn bán à? Thôi, đi đứng từ tốn nhá. Dạ. Lên xe, ta đi thôi. Vâng, vâng ạ, cháu mời bác ạ. Hôm nay mày thế anh nhỉ? Mày thật. Lúc bác nằm lăn ra đất, anh sợ quá. Bác không bị sao là tốt lắm rồi. Mày là bác không sao. Cháu không biết bác có tướng làm ăn hay không, nhưng cháu đoán bác phải là người làm ăn buôn bán nên mới phải tìm nhà trọ. Nhưng nếu bác lên Hà Nội chơi thì chắc hẳn bác phải có người nhà, anh em hay họ hàng gì đó ở trên này rồi. Đúng, đúng, đúng. Cậu đoán như vậy cũng khá thông minh đấy. Không đối tồi đâu. Vâng. Đúng ra là tôi lên đây để thăm vợ chồng là con trai tôi. Nói thật là chả phải là lên thăm. Đúng ra là tôi bắt chúng nó về quê ăn Tết. Ai lại cả năm có mấy ngày Tết sum họp gia đình, chúng nó lại vin vào cớ là bận việc nọ việc kia rồi không chịu về. Không được, tôi lên tận Hà Nội bắt chúng nó về. Hẹn hò rồi, nó bảo nó ra bến xe đón mình. Vâng. Nó lại điện thoại ra, nó bảo nó bận không ra được, mình phải tự tìm đến nhà chúng nó. Mà đã thế, điện thoại đổ số xoành xoạch, máy của mình thì bà bóm, mà ngoài bến xe thì cánh xe ôm nó quấy quá, bực mình khó chịu, đập luôn cái điện thoại. Tôi định bụng là mua vé ô tô về luôn, nhưng mà năm hết Tết đến cháy vé, chả có đâu vé cho mình đi. Tôi cũng định mò sang nhà trọ ngủ lại cho qua đêm rồi mai về sớm đấy. Qua đường bị anh đâm giỏ cái, may mà không làm sao. Bác nóng nảy quá, chỉ vì anh chị ấy không ra đón được bác mà bác đập cả điện thoại. Cháu chưa thấy ai như bác à? Nhưng mà đúng là nóng tính cũng ân hận thật đấy. Vâng. Tôi cũng đang muốn sửa nhưng mà chưa sửa được. Bác ơi, cháu nghĩ rằng anh con trai của bác rất muốn về quê ăn Tết, thế nhưng mà bị bắt phải ở lại bác ạ. Ai bắt chúng nó phải bị? Mà tôi nói cho cô biết nhá, chẳng qua là chúng nó coi thường tất cả những thứ người già chúng tôi coi là quan trọng nhất, là thiêng liêng nhất. Còn với chúng nó à, tiền tài, địa vị, chức tước, danh vọng là thứ chúng nó bận, chúng nó lo đấy. Bác ơi, bác nghĩ như vậy rất có thể là bác đã sai rồi, hoặc là bác không hiểu gì về anh con trai của bác cả. Bọn cháu tuy là sinh viên, rồi sẽ có một ngày bọn cháu được như anh chị ấy, cũng giống anh chị ấy đã từng là sinh viên như bọn cháu. Bọn cháu có rất nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống bác ạ. Nỗi lo? Là lo những cái gì nào? Bác ơi, phải lo rất nhiều thứ đấy bác ạ. Đúng như thế. Khi còn đi học thì bọn cháu lo làm bài, lo nợ điểm, lo có tiền ăn, tiền học, tiền nhà trọ hay không. Đến khi có tiền rồi thì lại lo rằng bố mẹ và các em ở quê đã làm thế nào để có tiền cho mình. Và khi đi làm thì lại có rất nhiều nỗi lo mới, như là lo làm việc sao cho tốt, lo đối thủ cạnh tranh, lo rằng sếp có đối xử tốt với mình hay không, rất nhiều bác ạ. Chẳng hạn như anh con trai của bác ấy, phải lo sao hoàn thành thời gian thử việc của mình cho thật tốt, không phạm lỗi gì, và lo sao để được ký tiếp hợp đồng. Ký hợp đồng rồi là có vị trí rồi, lại phải lo sao để giữ vị trí đó sao cho thật tốt. Thật rối lắm chuyện, lo lắm thứ thế cơ. Vâng, thật mà. Bác không thể biết, anh chị ấy không thể vài lời qua điện thoại mà kể cho bác hiểu hết được đâu. Cuộc sống gia đình ấy buộc anh chị ấy phải lo những nỗi lo rất mới. Thế hệ bác theo cháu biết, thế hệ bao cấp không phải lo lắng như chúng cháu. Bác không thể hiểu được đâu. Đúng rồi đấy ạ. Vâng, chính những nỗi lo như thế khiến chúng cháu đã sao lãng một số điều thiêng liêng, một số điều quan trọng như bác nói đấy ạ. Bác ơi, cháu nghĩ bây giờ muộn rồi, bác đừng nên tìm nhà trọ nữa, tốn tiền bác ạ. Ý cô là khuyên tôi ngủ bên xe à? Dạ, chúng cháu sao lại dám nghĩ như thế ạ? Ý cô ấy muốn là bác về chỗ chúng cháu ở. Chỗ chúng cháu cũng có nhà trọ, nhà trọ chỗ chúng cháu cũng khá rộng rãi, bác cứ về ở thoải mái bác ạ. Bác yên tâm, sáng ngày mai hai bọn cháu sẽ đưa bác đi tìm con trai của bác.
Nhưng mà bác nên tha thứ cho anh chị ý. Hai anh chị ý không tệ như bác nghĩ đâu. Bác nghĩ sao? Kế hoạch của cháu thế nào? Cảm ơn các cháu. Các cháu đúng là tốt bụng quá. Về chuyện công ty, các sếp đã có ý kiến gì chưa anh? Dự án vẫn triển khai bình thường, nhưng anh phải cố gắng hết sức để cho những kẻ như anh phải nghĩ lại và phải ân hận. Sao lại nghi ngờ anh nhở? Anh đã cống hiến toàn bộ tài năng cho công ty, vậy mà họ còn chưa tin. Cũng đúng thôi, ai chả tham tiền, nhất là anh đang ăn lương thử việc. Điện thoại của anh ạ. Hay là bố gọi? Alo bố ạ. Mẹ ạ, con đây. Bố về chưa hả mẹ? Sao? Bố chưa về ạ? Mẹ gọi không được á? Chết, bọn con gọi cũng không được. Nhưng mà bố giận bọn con giận mẹ đâu. Thôi thôi mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng quá. Con nghĩ có thể bố vào khách sạn hay nhà nghỉ nào đó thôi ạ. Vâng ạ, bọn con sẽ đi tìm bố. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Con chào mẹ. Bố chưa về quê hả anh? Ừ. Bố cũng không gọi cho mẹ. Ừ, bố không gọi. Mẹ gọi cũng không nghe. Anh lo quá. Anh rất hiểu tính bố. Rất nóng tính. Nhưng cũng không giận ai lâu cả. Mà lần này, từ sáng đến giờ rồi. Chẳng lẽ bố chưa hết giận? Em nghĩ bố chẳng giận mình đâu. Nhưng tính bố kiêu hãnh. Bố chẳng gọi cho mình trước đâu mà mình phải gọi cho bố đấy. Ừ, mình gọi từ sáng đến giờ rồi, có mở máy đâu. Cái đó... điện thoại... À, hay điện thoại của bố hết pin. Bố đang phải nhờ sang chỗ khác thì sao? Cũng hy vọng thế. Thôi, em thay quần áo đi. Anh với em đi tìm bố. Ngồi một chỗ phòng đoán thế này, anh sốt ruột lắm. Mình đi luôn anh nhá. Ừ. Mời bác vào đây ạ. À, đây là nhà trọ sinh viên của chúng cháu. À, thế à? Mời bác cứ tự nhiên như ở nhà. Giường cậu đấy à? Vâng. Ồ, rộng thế. Một mình cũng ngủ cái giường này đấy à? Dạ vâng ạ. Cháu ở cùng một người bạn. Cậu ấy đã hoàn thành bài thi và về quê ăn Tết rồi ạ. Bây giờ bác có thể ở lại với cháu. Bạn cậu đã hoàn thành bài kiểm tra, đã về quê ăn Tết. Thế còn cậu và cô bạn gái của cậu thì chưa hoàn thành bài kiểm tra. Chúng cháu đang phải đi làm để kiếm ít tiền. Chỉ buổi tối về, chúng cháu mới tranh thủ làm bài kiểm tra trước khi đi ngủ. Mỗi ngày một ít, nên vẫn chưa xong bác ạ. Cậu và bạn gái của cậu đi làm thêm như vậy, tới gần Tết mới xong. Chắc là cũng không về quê ăn Tết được đâu nhỉ. Chúng cháu đã báo cáo với gia đình rồi. Chúng cháu phải làm đến chiều 30 Tết cơ. Vì vậy, về làm sao được ạ? Thế cậu không nghĩ việc kiếm tiền là việc cậu sẽ làm cả đời sau này à? Một năm sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền, nhưng chỉ có một dịp Tết thôi, là cái ngày gia đình đoàn tụ, ngày thắp hương để ông bà tổ tiên về sum họp với con cháu. Vậy mà cậu và bạn gái của cậu chỉ vì một cơ hội kiếm tiền mà bỏ không về quê ăn Tết à? Chúng cháu đã nói với bác lúc đi đường, ngày Tết chúng cháu cũng thèm về với gia đình lắm chứ. Ở trên này mấy ngày Tết, nhìn người ta vui vẻ, chúng cháu cũng buồn lắm. Nhưng với những đứa có gia đình nghèo như cháu và bạn gái cháu, từ khoản tiền này rất quan trọng. Khoản tiền giúp chúng cháu sống yên tâm trong 3 tháng. Bố mẹ cháu cũng không phải gửi tiền lên cho cháu. Và cơ hội kiếm tiền trong cả năm cũng chỉ có một lần vào dịp Tết. Vì vậy chúng cháu buộc phải lựa chọn. Cháu mời bác uống nước ạ. Bác xin. Bố mẹ cháu và cô bạn gái Tết này chắc nhớ hai người lắm. Này, có bao giờ cháu nghĩ rằng việc lựa chọn của cháu và cô bạn gái có đúng đắn hay không? Một chút tiền kiếm thêm được trong dịp Tết, cứ cho là kiếm được nhiều đi, đủ thoải mái để tiêu trong 3 tháng đi. Nhưng có đủ nhiều để mình hy sinh tình cảm gia đình trong ngày sum họp là ngày Tết không? Có lẽ chúng cháu chưa cân nhắc sự hơn kém trong lựa chọn này. Chúng cháu chỉ cân nhắc theo cảm tính. Chúng cháu cảm thấy phải kiếm được số tiền này và chấp nhận không về quê ăn Tết. Vậy thôi bác ạ.
Nào, cơm xong rồi đây ạ. Mọi người chuẩn bị ăn cơm. Đây rồi. Nào. Nào, bác cháu mình cùng nâng cốc chúc mừng vì chúng cháu đã gặp bác và quen bác. Vâng ạ. Bác rất vui vì được làm quen với hai cháu. Vâng. Hai cháu là người rất đáng yêu. Nào, xin chúc mừng. Dạ. Bác ơi, đây là cơm cháu nấu từ bên phòng cháu. Bác thử xem có ngon không nhá. Cứ để bác tự nhiên vâng, nhá. Cháu mời bác ạ. Cho bác ăn cơm. Chị ơi, chị ơi. Anh hỏi ai hả? Dạ chào chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi, đây có phải nhà cô Dần không ạ? Chị Dần chuyển đi lâu rồi anh ạ. À chị ơi, thế cô Dần có để lại số điện thoại hay địa chỉ không ạ? Không có anh ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cháu ơi, bác làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của cháu lắm phải không? Đâu có, có ảnh hưởng gì đâu bác ơi. Bác đừng nghĩ như vậy ạ. Đây này, rõ ràng hàng họ cháu chuyên chở mỗi chuyến là kém hẳn của bạn gái rồi còn gì. Cô ấy chở thêm một vài thùng, nhưng không quan trọng. Chúng cháu muốn làm việc này, đến mỗi điểm giao hàng, ta lại hỏi thăm. Biết đâu tìm được nhà con trai của bác. Khó lắm cháu ạ. Hà Nội thì rộng mênh mông, biết bao nhiêu là chung cư. Thôi, có lẽ để bác tự đi tìm lấy thì tốt hơn, đỡ ảnh hưởng đến công việc của cháu nhá. Bác đi bộ thì đến bao giờ mới tìm được, mà đi xe ôm thì tốn rất nhiều tiền. Tốt nhất bác vẫn đi với chúng cháu. Bác yên tâm đi, thế nào cũng tìm được. Chúng cháu thực sự muốn giúp bác mà. Cháu chào bác, em chào anh ạ. Chào cháu. Đây, vậy là công việc hàng ngày của hai cháu
là chuyển những thùng bia này đi khắp thành phố, giao cho các nhà hàng, các đại lý, các quán giải khát, vân vân. Hết bia lại quay về kho lấy tiếp đi giao tiếp. Vâng ạ, công việc chỉ có vậy thôi bác ạ. Bán hàng Tết mà, gần Tết lượng tiêu thụ hàng nhiều nên người ta chỉ thuê chúng cháu trong vòng một tháng trước Tết ạ. Mấy hôm trước ấy, thì chúng cháu chỉ làm nửa ngày vì còn phải đi học. Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng cháu sẽ làm cả ngày. Vâng đúng rồi bác ạ, chỉ có một tháng thôi. Thế nhưng mà tiền lương sẽ được tính theo số lượng hàng tiêu thụ, cho nên bọn cháu bị cạnh tranh ghê lắm. Cạnh tranh? Ý cháu nói là cạnh tranh phải không? Cũng gần như vậy. Có điều khi tranh nhau thứ gì đó, cả hai bên cùng tham gia, cùng giành giật thứ mà họ muốn bằng mọi thủ đoạn. Thủ đoạn của bọn cháu là giao hàng càng nhanh càng tốt, còn thủ đoạn của người khác thì muôn hình muôn vẻ. Vì vậy chúng cháu đang bị thua bác ạ. Những người khác họ dùng thủ đoạn, cháu nói cụ thể bác nghe xem nào. Cháu lấy ví dụ cho bác nhé. Chúng cháu có những mối hàng như đại lý lúc nãy bác thấy ấy. Thế nhưng mà hôm sau cháu quay lại thì họ không lấy hàng nữa. Tức là đã có người giao với giá rẻ hơn giá gốc, tức là giá quy định của công ty. Giao rẻ hơn giá gốc à? Ừ. Thế họ lấy tiền đâu mà bù trả cho công ty? Chính là tiền hoa hồng, tiền lương ấy bác. Họ giao với giá rẻ hơn đúng bằng số hoa hồng họ được hưởng. Tóm lại là họ giao không công. À, giao không công à? Họ làm như vậy để làm gì nhỉ? Họ có tăng được thu nhập của họ không? Bác ơi, họ chỉ giao không công cho những mối hàng vốn là của chúng cháu, nhằm mục đích khiến chúng cháu bị mất mối hàng. Như vậy thì năng suất của chúng cháu sẽ bị giảm. Còn mối hàng của họ thì vẫn giao bình thường, tức là lương của họ vẫn không giảm. Ngoài ra, nhân lúc bọn cháu không để ý, bọn họ còn đổ hết cả chai bia đi, chỉ để lại chai không thôi. Và tất nhiên là chẳng đại lý nào có thể chấp nhận được. Bọn cháu lại phải đem hàng về trả vào kho, và rồi bọn cháu lại bị trừ thu nhập. Thu nhập của họ không hề giảm, trong khi thu nhập của chúng cháu sẽ giảm vì bị mất mối giao hàng. Vì vậy chúng cháu sẽ thua họ ạ. Cái này thì bác hiểu rồi. Chỉ còn một chỗ bác chưa hiểu, là họ làm như vậy họ có tăng được thu nhập của họ đâu. Đúng là họ không tăng thêm thu nhập, nhưng họ làm cho thu nhập của bọn cháu giảm đi. Chính vì vậy họ sẽ giành được giải thưởng nhóm làm việc có năng suất lao động cao nhất. Giải thưởng bằng tiền mặt 5 triệu chứ có ít đâu hả bác? Cạnh tranh để đoạt danh hiệu năng suất cao nhất, để đoạt giải thưởng 5 triệu. Nếu không thì cạnh tranh làm gì hả bác? Thì ra là như vậy. Thảo nào bác thấy các cháu cứ cuống quýt, cứ như là điên cướp. Mà cướp thật chứ còn gì. Ăn cướp cái khoản tiền thưởng gì gì ấy. Nói từ nãy giờ khát khô hết cả họng bác ạ. Anh cho em xin cốc nước. Anh ạ, cho em xin phép nghỉ hôm nay. Có chuyện gì thế? Em không thể tập trung làm việc được. Anh biết đấy, em đang rất lo cho bố em. Không biết ông già lạc đâu nữa, em phải đi tìm ạ. Anh hiểu. Nhưng anh nghĩ trường hợp này em nên báo công an để họ giúp đỡ. Theo những gì em kể, anh đoán ông cụ vì quá tức giận, tự ái nên giống mọi người, thuê nhà trọ ở vài hôm cho nó đỡ tức. Chứ người như ông cụ không dễ bị lạc, bị lừa và bị hại đâu. Vâng, em vẫn đang cố nghĩ như thế để tự trấn an mình, nhưng em vẫn thấy lo quá. Anh hiểu mà. Thôi được, em cứ nghỉ và đi tìm ông cụ đi. Công việc ở phòng vẫn ổn. Tuy nhiên anh cũng mong em sớm ổn định tinh thần để còn làm việc. Em là tác giả. Vâng. Là người có vai trò chính trong dự án Libon phiên bản 1. Các sếp đang hy vọng ở em rất nhiều. Vâng. Ngoài ra em phải chứng tỏ là em không liên quan gì đến vụ công ty SGK. Vâng ạ, em hiểu. Em hứa sau khi xong việc sẽ dốc toàn lực mình để làm cho tốt ạ. Thôi được, em đi đi. Có gì cần anh giúp đỡ cứ nói cho anh nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em đi xin nhé. Phép ạ. Em ơi, em có thể giao hàng một mình được không? Em qua nhà cô Lan, nhà chú Hòa, giao mỗi nhà 3 thùng là hết. Anh tranh thủ đưa bác Kiên đi tìm nhà con trai bác ấy, không thì muộn mất. Dạ được ạ, em ra một tí là xong thôi.
Thôi đừng, hai đứa cùng nhau đi giao hàng đi, đừng bắt cái Huyền nó đi một mình, khổ thân nó. Không sao đâu bác ạ, cháu giao quen rồi, đây không phải lần đầu đâu. Vâng, không vấn đề gì đâu bác ơi, hôm nay đã đạt chỉ tiêu rồi, thôi để cháu đưa bác đi. Không được, với lại giao hết đợt này cũng lại phải tranh thủ về kho nhận thêm hàng, giao tiếp một đợt nữa chứ. Thôi bác ạ, chúng cháu ăn lương đủ rồi, ăn dày quá khéo nghẹn thật, với lại cạnh tranh nhau mệt mỏi lắm đấy, chỉ vì hôm qua cạnh tranh mà suýt gây tai nạn cho bác đấy. Thôi mời bác lên xe ạ. Bác với anh đi nhá. Anh Quân ơi, anh với bác Kiên ăn gì, để lát nữa em đi về em còn chuẩn bị ạ. Bác Kiên ơi, bác thích ăn gì ạ? Gì cũng được, tùy các cháu. Em ơi, hay là mình làm bữa canh riêu đi. Bỗng nhiên anh thấy thèm món đầu cá nấu canh quá. Em ra chợ ấy, em làm con cá chấm hay chép to vào nấu riêu nhá. Được rồi ạ. Cháu chào bác, em chào anh ạ. Chào cháu. Bác ơi, cháu vào gặp hẳn bảo vệ, hỏi danh sách nhân khẩu chung cư, nhưng không có tên của anh ấy, cũng như là vợ anh ấy. Giá như mà bác được anh ấy dặn dò cụ thể hơn, hoặc là ví dụ như là chung cư Trung Hòa Nhân Chính, hay là chung cư Mỹ Đình, chung cư Cầu Giấy chẳng hạn, thế thì mới dễ tìm bác ạ. Khổ thế đấy, nó có dặn dò tôi qua điện thoại, nhưng mà lúc ấy xung quanh nhiều xe ôm quá, nó làm tôi rối hết cả ruột lên. Chưa kể nó thay số điện thoại cứ xoành xoạch, mà máy của mình thì bập bà bập bõm, chả hiểu nó nói tê tê hay dê dê cái gì nữa. Tôi liền tiết, tôi đập luôn cái điện thoại. Bây giờ cơ sự cũng như thế này. Không sao, mình đi tiếp, chỉ cần kiên trì thế nào cũng tìm được bác ạ. Mỏ kim đáy biển thế này mất thì giờ lắm, rồi mất công mất việc của cháu. Bác đừng nghĩ linh tinh nữa, cháu tình nguyện giúp bác mà. Nào, chúng ta đi tiếp, còn nhiều chung cư lắm bác ạ. Sao hả cháu? Không có bác ạ, ta đi tiếp thôi. Con đá Quân, dừng lại đã. Có chuyện gì hả bác? Bác nghĩ mình cứ mò mẫm thế này thì không biết đến bao giờ mới tìm được ra nhà của nó. Hà Nội thì rộng mênh mông, mà nhà cao tầng với chung cư nhiều thế, không biết bao nhiêu cho nó xuể. Khổ quá, bác cứ nói linh tinh mãi. Cháu đã nói với bác bao nhiêu lần rồi là cháu không thấy phiền tí nào cả. Cháu rất vui khi được quen bác, giúp bác. Bác yên tâm đi, thế nào cũng tìm được. Hôm nay không tìm được thì ngày mai sẽ tìm được. Bác hiểu tấm lòng của cháu, nhưng nghe bác nói đã này, trước khi lên đây có cái anh Út hàng xóm, anh có nhờ bác chuyển giúp một cái lá thư lên Hà Nội cho mẹ của anh ấy, là cái bà dậu này này. Bà ấy cũng là bạn của bác cả. Thư từ địa chỉ có cả trong túi đây rồi. Bác vốn định tìm thằng Long con trai bác trước, rồi bác cùng với nó đến chỗ bà dậu. Cứ tình hình này thì biết đến bao giờ mới tìm được thằng Long, mất thì giờ lắm. Thôi, sẵn có địa chỉ ở thư đây, cháu đưa bác đến nhà bà dậu. Bác đưa thư cho nó xong đi. Còn thằng Long nhá, không cần nữa, mai bác về quê, bác sẽ điện cho nó sau. Thôi được rồi, bây giờ cháu sẽ đưa bác đến nhà bác dậu, bạn bác trước. Còn việc tìm anh Long thì vẫn phải tìm. Gặp bạn bác xong, ta tiếp tục đi tìm anh Long. Nào, thôi bác lên xe đi. Rồi, đến nhà bà dậu trước nhá. Vâng. Nhà bạn bác ở khu này à? Khu này toàn đại gia đấy bác ạ. Anh con rể bà này giàu lắm, cũng hàng ngũ đại gia đấy. Thế thì đúng rồi, số nhà bao nhiêu hả bác? Ở đây BT3 này, BT3 A8 này, 8 BT2 A16. Kia, BT3 A8 kia rồi. Đúng rồi. Vào đây.
Chào bác. Bác hỏi ai đây ạ? Chào cháu. Đây có phải là nhà bà Dậu không cháu? Bà Dậu nào ạ? À, có phải mẹ chị Lily không bác? Lily à? Bác chả biết Lily là ai cả. Lily là cô chủ nhà này. Mẹ cô ấy từ quê lên đây. Nhưng bà cụ vừa về rồi ạ. Ơ, thế à? Hay mình nhầm nhỉ? Rõ ràng BT3 A8 đấy này. Đúng rồi. Thế là thế nào? Có chuyện gì thế? Đây rồi. Con Dân. Dạ. Con này. Mày này, không nhận ra bác à? Bác. Thế nào? Dạ. Có nhận ra không? Bác Kiên phải không ạ? Thì Kiên điếu cầy đây này. Ôi, bác Kiên, bác lên từ khi nào thế ạ? Bác vừa lên ngày hôm qua. Dạ. Còn đây là Thằng Quân, nó là cháu bác. Chào cậu. Nó chở bác đi tìm đấy. Mời bác vào trong nhà. Vào đây cháu. Dạ, mời bác, mời cậu ạ. Dạ, mời cậu ngồi dạ, ạ. Dạ vâng. Ui, giật đây. Dạ. Bản đồ hay đá đấy? Đấy là đá lấy ở non nước tận trong Đà Nẵng đấy ạ. Thế à? Dạ. Ui, đá thật mẹ. Vâng ạ, mời bác ngồi ạ. Thế mẹ cháu đâu? Bà có khỏe không? Mẹ cháu về quê rồi, bác không gặp ạ. Ôi, ở với con rể đại gia sướng thế này, sao lại bỏ về? Mà về từ bao giờ? Dạ, mẹ cháu về từ đầu năm cơ bác ạ. Thôi, để từ từ rồi cháu nói chuyện với bác nhá. Mơ ơi, dạ. Lấy cho cô 2 ly trà nhá. Vâng ạ. Bác ơi, bác và chị ngồi chơi. Cháu xin phép ra ngoài trông xe. Vì tháng này là tháng củ mật bác ạ. Bác này, lúc đầu ấy, mẹ cháu lên đây cũng định ở lâu lâu cơ. Nhưng mà bác biết rồi đấy. Người già đâm ra nhiều lúc tính cách cũng khó ở lắm bác ạ. Ui giời, chị nói thế là tôi tự ái đấy. Dạ. Tôi còn già hơn mẹ chị kìa. Dễ thường tôi khó chiều lắm à. Cháu xin lỗi. Cháu cứ đinh ninh là đang ngồi nói chuyện với một người trẻ tuổi cơ. Cháu không nghĩ bác già đâu. Phong độ như bác, thanh niên theo còn không kịp đấy bác ạ. Nhăn nhèo táo tàu, nó lại khen mình phong độ. Cháu mời giỏi bác nịnh. Ạ. Mời cô ạ. Được rồi, cho qua. Dạ. Ê bác. Bác xịt vào đây cho cháu. Thôi bây giờ chị kể tôi nghe, tại sao ở với con rể sướng thế không ở lại bỏ về quê, lý do? Dạ thì cũng như cháu vừa nói, mẹ cháu già rồi, đâm ra khó chiều bác ạ. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm đâu, chỉ là mấy câu nói vô tình của chồng cháu thôi cũng khiến mẹ cháu giận. Rồi cách cư xử của anh ấy mà không phải là cố tình đâu bác ạ. Thế mà mẹ cháu giận dỗi làm mình làm mày, nằng nặc đòi về quê. Bọn cháu nói thế nào mẹ cháu cũng không nghe. Chồng cháu còn bảo ấy, nếu mẹ cương quyết đòi về quê thì để mấy hôm nữa con xin nghỉ phép, con đưa mẹ về bằng ô tô. Thế mà mẹ cháu cũng không nghe đấy bác ạ. Mơ, mở cửa cho chú. Vâng ạ. Anh, bác ơi, đây là anh Phú chồng cháu ạ. Còn đây là bác. Hỏi về giới thiệu, anh Phú. Này, ông là ai đấy? Ô hay. Đây là bác. Khỏi phải nói. Này, anh về làm rể ở cái làng tôi. Lần anh về làm lễ gia tiên ấy, tôi cũng là người đầu tiên bắt tay anh. Lần ấy anh cũng ái rủ ôi. Không nhớ à? Làm sao mà nhớ được. Thế thì bắt lại cho nó nhớ. Thôi, đủ rồi. Này, cô Dần. Dạ. Thời gian qua ấy, người làng mình lên đây là hơi nhiều đấy. Đi làm cũng có, đi chơi cũng có, đi bán sức ở chợ lao động cũng có. Mà lần nào họ cũng ghé qua đây chơi. Mà tôi nhớ không nhầm thì lần nào cô cũng bảo tôi là có ông này, bà nọ, thím kia sắp qua đây chơi. Đấy, mấy năm vừa rồi dễ có đến hàng cả đống người qua đây ấy nhỉ. Tôi tưởng là hết rồi chứ. Hóa ra vẫn còn à? Còn nhiều lắm, chưa hết đâu. Người làng tôi rất đông, sẽ còn rất nhiều người lên quấy nhiễu anh chị đấy. Không sao,
Tôi cũng rất vui vì điều đó. Mà tôi nghiệm ra rằng ấy, người làng mình ấy, có một phẩm chất rất đáng quý. Ai cũng chăm chỉ lao động và rất thân thiện. Việc đầu tiên mà họ lên đây ấy, là kết thân ngay với Ô-xin nhà tôi. Đấy, họ xuống bếp ấy. Nào là vỏ lon bia, lon coca, lon pepsi. Họ dọn loáng một cái là sạch ngay. Mà vừa tháng trước có hai bà tím lên đây chơi, chân trước chân sau là họ xuống kho. Nào là bà là cháy này, quạt hỏng này, sút văn tơ này, nồi cơm điện này, quần áo, dép guốc cũ, nhoáng nhoáng một cái là các mũ lôi ra ngoài cửa. Huýt sáo gọi đồng nát đi qua, dọn một cái là sạch băng luôn. Người làng mình bây giờ sạch sẽ quá bác nhỉ. Kìa anh, những chuyện đấy anh kể làm gì? Ui à, kể ra cho nó vui chứ còn kể làm gì. Có phải không bác? Bác gì bác nhỉ? Kiên. Bác Kiên. Mà bản tính làng ta là những người rất tốt, rất là chịu khó. Họ thấy nhà chúng tôi quá rộng mà rác rửa thì lại quá nhiều, cho nên họ vào để dọn giúp thôi. Này, anh là anh kết nhất cái tính sạch sẽ của người làng ta đấy vợ. Nhưng mà hôm nay không hiểu nhà ta còn có tí rác nào để bác Kiên bác ấy dọn nốt không nhỉ? Kìa anh. Đứng lại đã. Giờ thì tôi hiểu tại sao bà giàu bà lại không chung sống được với anh. Tại sao? Vì anh khinh rẻ họ nhà vợ, anh coi thường họ nhà vợ, anh vô lễ, anh khốn kiếp, anh là một thằng điểu cáng. Bác ơi, cháu xin lỗi. Anh ấy chỉ vô ý thế thôi ạ, chứ không có bụng dạ đâu bác ạ. Ui, cô xem lại cái thằng chồng cô đi. Nó là thằng có học, thằng trí thức. Nó không vô ý, vô tâm như cô tưởng đâu. Mà bây giờ tôi hiểu rồi. Anh luôn luôn vô tâm vô ý như vậy, cho nên mẹ vợ anh mới không thể chịu đựng được anh, nên bà phải bỏ anh mà đi. Anh là thằng khốn kiếp, một thằng đều. Kìa, bác Kiên ơi, cháu xin lỗi, bác Kiên. Tôi không có quan hệ gì với vợ chồng cô. Tôi cũng không có ý định quay trở lại đây một lần nữa. Vậy thì cô xin lỗi tôi để giải quyết vấn đề gì? Tôi nói cho cô biết, mẹ cô chưa hề về quê. Vậy bà đi đâu làm gì? Không hề có một người nào quan tâm để ý. Con cái mà bất hiếu với cha mẹ à, thằng Kiên này không bao giờ cho qua. Lên nha, đứng đây làm gì? Tại sao anh lại ăn nói với bác ấy như thế? Nói ra thì sao? Phản ứng của ông ấy rất đúng với mong muốn của tôi. Bác ấy đến chỉ để tìm mẹ tôi thôi. Anh tưởng bác ấy đến để xin anh cái gì chắc? Không phải chỉ riêng ông ấy, mà cả những người khác của làng cô nữa. Nếu mà tôi không tỏ thái độ như vậy thì cái nhà này biến thành nơi dừng chân, thành cái nhà ăn, thành cái nơi nghỉ tạm của họ từ lâu rồi, cô hiểu chưa? Đừng có nói với tôi bằng cái giọng như thế. Anh mất tin tức về bố anh, đến giờ là mấy ngày rồi? Từ sáng hôm qua đến giờ đấy ạ. Anh có họ hàng trên này không? Cô, dì, chú, bác, vân vân, nơi bố anh có thể đến ấy. Dạ không ạ, ngoài tôi ra bố tôi không quen ai cả. Xin lỗi, anh có đem theo tấm ảnh nào của cụ ở đây không ạ? Dạ có ạ. Dạ đây ạ. Vâng. Mong các chị triển khai ngay, tìm giúp bố em với ạ. Anh yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà, chúng tôi sẽ triển khai ngay. Cảm ơn chị ạ. Chào chị ạ. Chào anh. Chị ơi, tôi muốn đăng tin tìm người lạc. Anh có mang theo ảnh người bị mất tích không ạ? Dạ đây ạ. Bác Kiên ơi. Bác Kiên, bác lên xe đi. Đi bộ làm gì cho mỏi chân? Đáng lẽ phải tóm cổ nó, phải chôn một cái tát. Sao mình sai lầm thi nhỉ? Bác mà tát anh ta, cháu cũng góp phần với bác, cho anh ta vài quả đấm. Sao lại có cái thằng nó có học, nó có tri thức hẳn thôi mà nó dã man, nó nhẫn tâm đến thế nhỉ? Này, nó nói như vậy rõ ràng là nó khinh dân nhà quê, nó coi thường mẹ vợ, nó coi thường họ hàng nhà vợ, nó hợp mình, nó coi vợ nó không ra thể thống gì cả.
thì đúng là như thế mà. Anh ta coi thường vợ anh ta thì anh ta mới nói như vậy. Mà thôi bác ơi, bác quên anh ta đi. Chỉ khổ cho bà dậu thôi. Không biết bây giờ bà lang thang ở xó xỉnh nào, bà có về quê đâu. Chắc là bác ấy sang nhà bà con, họ hàng của bác ấy, bác làm sao mà biết được. Ừ, cũng có thể là như thế. Thôi, bây giờ việc đến nhà bạn bác đã xong, cháu tiếp tục đưa bác đến mấy cái chung cư để tìm anh Long. Thôi, tôi thấy đang khó chịu trong người lắm. Ừ, tìm thằng ấy mất thì dở lắm. May bây giờ mà gặp được thằng Long nhá. Ở bên đây, chưa biết chừng thằng con trai tôi cũng đang say sưa cái chuyện làm giàu rồi trở thành đại gia như cái thằng này. Thế thì không được. Thế thì tôi cũng phải cho nó một cái tát chứ không thể để yên được. Thôi được rồi, bây giờ để cháu đưa bác về, bác nghỉ ngơi, bác bình tĩnh lại, để bác quên cái gã con rể của bạn bác đi. Nào, bác lên xe đi, ta về thôi. Đấy, thanh niên có học mà nó đối xử với vợ như thế, với mẹ vợ như thế, còn làm sao mà chịu được. Mình cũng đừng nghĩ về nó nhiều. Đúng, quá. Bác cũng không chịu được đâu. Vâng, cháu hiểu rồi. Hỗn quá, vô học. Thôi, bác cháu mình vào làm chén rượu. Nào, đâu rồi, bà chủ đâu rồi? Ơ, thế nào? Canh cá xong chưa, bà chủ? Có chuyện gì vậy em? Đang bực mình đây, tức không thể chịu nổi. Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ. Có chuyện gì thế cháu? Lại đứa nào bắt nạt hả? Chúng nó bắt nạt cháu. Chúng nó được đàn chân lên đằng đầu ấy. Mình càng nhịn chúng nó càng lấn tới. Chúng nó là ai? Là những người giao hàng trong đội của bọn cháu ấy. Người mà cháu nói với bác là đối thủ cạnh tranh ấy ạ. Họ lại phá hoại mối hàng của bọn cháu nữa rồi. Thế nghĩa là sao? Bác chả hiểu gì cả. Nghĩa là lại thêm hai mối giao hàng của chúng cháu bị chen ngang, bán phá giá. Có phải chỗ cô Lan chú Hòa không? Chính là chỗ đấy đấy. Lúc em mang hàng đến thì cô Loan nói là không nhận nữa vì đủ rồi. Có hai người đến giao cho cô ấy. Và quan trọng nhất là giá của họ rẻ hơn giá mình, tức là giá gốc ấy. Lại thủ đoạn đó. Bực mình thật đấy. Vậy là em lại phải đi giao chỗ mới à? Còn chỗ nào mới nữa? Em đi đến đâu? Thế nhưng mà chủ đại lý đều nói là có mối mới đủ hết hàng rồi. Em phải mang hàng về trả lại công ty đấy. Thế thì hôm nay thất thu nặng rồi. Thank you.